Chào mừng quý vị và các bạn đến với LTK Bonsai. Hôm nay mình xin giới thiệu một số cây kiểng tại điểm bán cây kiểng của Thúy An ở quận Ô Môn, thành phố Cần Thơ. Rồi dạ. Có gì đây An ơi? Chào mừng cô chú bác anh chị đã đến với kênh LTK Bonsai hôm nay nha. Thì trong thời gian qua em xin gửi lời cảm ơn chân thành đến tất cả cô chú bác anh chị gần xa đã ủng hộ cho em nha. Và trong thời gian qua thì có gì lỗi thì có mong cô bác, cô chú, anh chị gần xa đã bỏ qua cho em ha. Rồi, đến với cây đầu tiên, mã số 1 nha. Mã số 1. Dạ, Sam Song Hinh Gia Me siêu bông nha. Song Hinh bông Gia màu tím, siêu rất bông. Là đẹp ha. Có Gia Me nữa phải không? Có. Rồi, cao lên. Đây, cao của cây này là 90. Tàn ngang chỗ... Đang ra hoa rất là nhiều nha. Tương đối đi. Đây, tán ngang tương đối của nó là 89 nha. Rồi, có lên bông lai gai ha. Dạ, lên bông, những cái này là cái nụ của nó nè nha. Nữa nó chỗ rực ra một cái là tím hết rồi, luôn ha. Rồi, đẹp, rất đi. Là đẹp. Đây, hoành của cây kéo thẳng thước dây em xin lấy 18 ha. Rồi, xây đi. Rồi, cái này xin báo là không xếp chậu được cho mình nha. Mã số 1 nha. Rồi. Xin giao lưu với giá là 2 triệu đồng, bao trọn bộ của ship. Rồi. Tiếp tục. Rồi, Sam đến nữa. Với mã số 2, Sam siêu bông ha, dáng quái, mini để bàn 32 là chiều cao. Hảo tán ngang trên đây là 30. Rồi. Hoành của cây 14 ha. 14. Đây, dáng rất là quái, đã vô dây rồi nha. Cái này mình vô chậu là chơi thôi ha. Mã số 2, xin giao lưu với giá là 500.000 đồng nha. 500. Đó, 500.000. Bao trọn bộ phí ship. Mã số 3 cũng là Sam luôn nha, siêu bông luôn ha. Đó. Cao của cái Sam này là 32. Tán này xin báo là 35. Dáng uống lắc lượng ha. Rồi, hoành em xin báo tại vị trí này là 10. Rồi, 10. Cây số 3 xin giao lưu với giá là 500.000 đồng. Rồi, đến với cây số 4 cũng là dáng uống lắc lượng luôn nha. Chiều cao của cây này là 30. Rồi. Đó, tán ngang của nó là 33. Hoành ở vị trí này là 9 nha. Gần 10 mà lấy 9 ha. Mã số 4 cũng là 500.000 đồng nha. Đó, có hoa màu tím ha cô chú anh chị. Có một cái màu hả? Dạ. Rồi. Rồi, đến với mã số 5 là một cây ổi xẻ nha. Có trái bằng đầu ngón chân mình ha. Rồi, cây ổi xẻ này là 50, chiều cao. Đã có trái chưa? Đó, đã có trái rồi luôn, trái có thể lai rai nha. Đây, 50 là tán ngang. Dạ, 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 ở trong có cái trái kìa. Đâu? Có. Trái bự lắm. Đây, đây, đây. Đó. Đó. Rồi, cây này hiện tại đã vô dây hết rồi nha. Tàn cũng dày đặc ha. Rồi, để em xin báo hoành nha. Rồi, hoành ở vị trí này xin báo là 16. Cây ổi xẻ nha. Mã số 5 xin giao lưu với giá là 2.400.000 đồng nha. Bao trọn bộ phí ship. Mọi thông tin chi tiết giá cả đều thương lượng qua một số điện thoại nha. 0939700449 cũng là số Zalo ha. Cây sung trái này có chiều cao là 40. Cũng là hàng thuần chậu nha cô chú anh chị. Giờ mình đo hoành chỗ này đi ha. Cho cô chú anh chị tham khảo là 12. Sung trái. Dạ, sung trái bonsai. Mã số 6, 700.000 đồng nha. Đó. Mã số 7. Đây. Cao của cây này là 37. Đó, cây đã đâm chồi sống rất khỏe rồi ha. Cô chú anh chị cứ an tâm nha. Hoành ở vị trí này trừ hao cho cô chú anh chị là 22 nha. Rồi, xây. Mã số 7 ha, 500.000 đồng. Cây sung trái. Đó. Rồi, đến với mã số 8 là một cây thị thơm nha. Trái màu vàng. Những cô chú anh chị nào chưa biết thông tin về cây thì cứ liên hệ với em ha. 52 là chiều cao nha. Thị thơm. Rồi. Đó. Cái này là dạng phôi thôi. Hoành cây này là 62. Xây. Mình để trong mát tưới nước vài ngày là cây có thể đâm chồi sống khỏe nha.
Mã số 8 xin giao lưu với giá là 1.300.000 đồng ha. Đã bao trọn bộ phí ship rồi nha. Rồi tiếp tục. Rồi đến với mã số 9. Đây, một cây thị nha. Chiều cao của cây thị số 9 này là 45. Đó. Phẩm rạy cũng giao lưu khá là nhiều với cô chú anh chị mình rồi ha. Đây, tổng cái hoành xin báo là 75. Rồi, mã số 9 xin giao lưu với giá là 1.300.000 đồng nha. Đó, cây thị thơm, có những vết gãy của tự nhiên nha, không ảnh hưởng gì đến cây ha. Bên em bảo đảm bao sóng cho cô chú anh chị. Chiều cao của cây thị này là 59. Đó. Đây. Hoành của cây thị này xin báo là 74 nha. Rồi. Cây thị mã số 10 xin giao lưu với giá là 1.200.000 đồng. Bao trọn bộ phí ship. 11 là một cây giấy rừng nha. Bông đó. Giấy rừng hả? Dạ, bông giấy rừng. Rồi. Cây nó bông có bị vết vết màu trắng. Bông màu trắng. Dạ, chiều cao của nó là 40. Cái bông nó giống như bông giấy tạ mình không? Không, bông nó là bông chùm. Những cô chú anh chị nào không biết mặt hoa thì cứ liên hệ Zalo em gửi hình cho cô chú anh chị xem. Gần. Đây. Nó gần giống không? Không, không luôn. Không luôn. 46. Đó. Cái lá nó thì nó có thể giống với Mỹ nhưng mà cái bông thì nó không giống. Rồi. Mã số 11. Dạ. 700.000 nha, mã 11. Đây nó có cái vết sẹo ở đây ha. Cô chú bác anh chị mình coi giùm em. Nè, nó này nó cũng tới thịt rồi nha. Dạ. Bao sống khỏe nha. 11, 700.000 đồng. Mã số 12. Đây, cũng là một cây giấy rừng. Cây này không một thẹo gì hết ha. Bây giờ em đo cái chiều này của nó cho cô bác anh chị xem đi là 98. Đó, cái này cũng như mé cây kia, mình để trong mát tưới nước vài ngày là cây sẽ đâm chồi. Ừ. Đây, cái sớ thịt của nó đây cá ha. Cá hồi gì đây? Giống cá hồi. Rồi. Đây, hoành của nó là 43 nha. Thịt của nó rất là đẹp. 1.500.000 cho mã 12 nha. Hoa giấy rừng ha. Mã 12 hả? Dạ. Rồi đến với 13 là một cây bạch mai núi khủng nha cô chú anh chị. Trời ơi, rất là nặng luôn. Đó. Cây gì? Bạch mai núi. Bạch mai núi. Đó, cây khá là lớn nha. Chiều cao của cây này là 82. Đây, cây hiện tại đã đâm chồi sống khỏe rồi. Đó, đây ha. Hoa màu trắng nha, hoa chùm. Bây giờ đo tổng cái hoành nó ha. Đợi hồi nữa mình thôi đo thân đại diện nha. Tổng hoành của cây này là 129 ha. Rồi. Đây, những cái chồi non đã mọc ra rồi. Chứng quay tỏ đi, là cây đi. Mình rất là khỏe nha. Quay đi. Đó. Đây. Rồi, đo cái thân giữa hay sao? Đây, đo cái thân này đi. Đây, hoành thân này là 64 ha. 64. Đó, bạch mai rừng nha. Bạch mai núi đó. Cây này em xin giao lưu với giá là 2.200.000 đồng cho mã 13 nha. Bạch mai núi. Rồi, đến với mã 14 là cũng một cây mai bạch mai núi rừng, bạch mai núi nha. Khủng ha. Chiều cao của cây bạch mai này là 74. Đó, cây nào em lấy cũng là đâm chồi hết rồi, đảm bảo sự sống an toàn cho cô chú anh chị nha. Bây giờ tổng cái hoành nha. Đây. Tổng hoành của nó luôn em trừ hao là em lấy 150 thôi nha. Rồi, 150. Dạ. Quay chậm chậm đi. Dạ. Những vết này là những vết gãy do tự nhiên nha, không ảnh hưởng gì tới cây ha. Đây. Báo tổng cái hoành trên đây nha. 59 ha. Đây, cây đã sống khỏe rồi. 2.200.000. Em bao ship đến tận nhà cho cô chú anh chị nha. Mã 14. Dạ, bạch mai núi. Cây đã đâm chồi sống khỏe. Rồi, mã 15 cũng là một cây bạch mai dáng quái ha. Có ôm đá luôn nha. Cao của cây này là 63. Đó. Rồi. Đó.
Bây giờ tổng nó hoành bên đây ha. Đây, 54 nha. Rồi, có cục đá luôn. Dạ, có cục đá. Không ngắt hả? Rồi, dáng bộ đế rất là đẹp ha. Rồi, cây 15 xin giao lưu với giá là 1.500.000 đồng. Bao trọn bộ phí ship nha. Mọi thông tin giá cả đều thương lượng qua một số điện thoại nha. 0939700449 ha. Rồi, cây 16. Cây này giống như là một khu rừng thu nhỏ ha. Chiều cao của cây này là 43. Yeah. Đó. Trồng hòn năm bộ cũng rất là đẹp nha. Bây giờ đo hoành bên đây đi ha. Đây là 87. Tổng chiều dài bộ đế của nó là 75. Cũng là một cây bạch mai núi luôn nha cô chú anh chị mình. Lên chồi ha. Dạ đã lên chồi rồi. Bảo đảm sống khỏe cho cô chú anh chị nha. 1.200.000 là mã số 16 nha. Rồi mã số 17. Hồng mai hả? Dạ bạch mai, cái này bạch mai. Chiều cao là 58. Đó, cây dáng rất là đẹp nha cô chú anh chị. Đây, hoành của nó là 70, lấy trừ hao ha. Đó, cây không mục nha. Rồi, cây mã số 17, bạch mai núi, xin giao lưu với giá là 1.000.000, bao trọn bộ phí ship. Cô chú anh chị nào thích cây nào thì cứ alo em nha. Hoặc là liên hệ Zalo 0939700449. Hoặc để lại số điện thoại dưới bình luận chưa dưới YouTube á, em có thể gọi lại ha. 69 là chiều cao. Đó, cây này hiện tại cũng nó đâm mục rồi nha. Đây, hoành là 46. Bạch mai núi. Đó, 800.000 đồng. Mã số 18 nha. Đây, đâm chồi ở cái nách này nè. Đó ha. Ở đây cũng đã đâm rồi. Những cây này sống rất là dễ. Rồi. Mã số 18. Rồi, đến với mã số 19 là một cây bằng lăng hoa tím lá nhỏ, một cốt nha. Đây, hàng này mình về là mình có thể ghép được luôn. Chiều cao của cây này là 76. Chơi nguyên thủy của nó là màu tím ha. Lá này già lại là nó sẽ cho ra bông nha. Đó, dáng rất là đẹp nha. Rồi, lên xanh um hết rồi ha. Dạ. Tổng hoành của nó là 88 nha. Cây không bọng ha. Đó. Một đặc nha. Mã số 19. 1.200.000 đồng nha. Bằng đó, lăng lá hoa nhỏ. Hoa tím lá nhỏ bằng lăng núi đó. Rồi. Mình về mình có thể ghép tường vi nha. Tường vi của mình là nhiều màu. Đẹp lắm. Đây. Cây này là chiều cao là 70. Đó, mã 20 nha, bằng lăng cốt ha. Đó. Đây, hoành của nó em xin báo lấy 80 trừ hao nha. Rồi. Bằng lăng hoa tím lá nhỏ. Dạ mã hỏi. Số 20. Cây này chắc không có bọng nha. Có gãy tự nhiên. Nó có gãy tự nhiên, nó cạn xìu à. Đó. Thử không? Cạn mà. 20, 1.200.000 đồng. Thọt thọt chứ không? Giá đã bao gồm phí ship nó chừng ngón tay nè. Mấy cây đâu? Đây. 7. Bậy bậy đây. Sâu rồi nha. Đó. Rồi, vậy đi. Chúng có bọng đó. Rồi. Rồi. Mà chơi bọng luôn. Dạ. Vậy xử lý chơi bọng. Cây này hiện tại chắc nặng khoảng là 30 mấy ký nha. Chiều cao của cây bằng lăng hoa tím lá nhỏ này là 100 nha. Đó, em sẽ cố gắng giữ mấy cái chồi này cho cô chú anh chị mình nha. Đây. Hoành cây này là 54. Rồi quay. Đó, cây này dáng cũng rất là đẹp ha, một cốt đặc nha. Mã 21, 1.200.000 đồng nha cô chú đúng anh rồi, chị. Đúng rồi. Đó. Rồi, có bọng gì không? Dạ không. Rồi. Rồi, đến với mã 22. Đây.
Cái này dáng hơi bai bai ha. 56 là chiều cao. Đó. Em lấy lên chòi mạnh gì cho cô chú anh chị an tâm ha. Đây, 93 là tổng hoành ha. Đó. Bằng lăng hoa tím lá nhỏ. Những cô chú anh chị nào chưa biết mặt bông á, thì cứ liên hệ Zalo em gửi mặt bông qua cho cô chú anh chị tham khảo nha. 1.1 triệu cho mã 22 nha. Bằng lăng hoa tím lá nhỏ. Đến với mã 23. Đây, cái chiều này của nó là 80. Đó. Cây hiện tại đâm chồi lá già lại là sẽ cho ra bông. Tổng hoành đặc là 77. Rồi, chỗ này gì xanh xanh vậy? Xanh da nó đó. Chóc cái da ha. Dạ, chóc cái da mỏng ra. Nó già lắm rồi. Rồi, không có bọng ha. Dạ, không bọng. Cây này xin giao lưu với giá là 1.2 triệu, mã 23 nha. Rồi, đến với 24 là bằng lăng dán lặt ha. Đó. Mình chơi nhiều thể loại cho vườn mình phong phú đa dạng nha. Hiện tại các mặt hàng này được cô chú anh chị rất ưa chuộng ha. 69 là chiều cao. Kéo da rồi. Sẽ đâm chồi ha. Rồi, rồi. Đá luôn. Có ôm đá luôn. Có ôm đá đó. Cứng ngắt luôn nha. 122 là tổng hoành nha. Rồi đâu lúc lắc rồi. Rồi. Rồi, cây 24, 1.800.000 đồng. Giá bao gồm phí ship toàn quốc nha. Rồi, mã 25. Đây, cây này dáng cũng rất là đẹp ha. Đó. Chiều cao của cây 25 này là 65. Bằng lăng hoa tím lá nhỏ dáng lặt ha. Đây, em cáo chiều hoành cho cô chú anh chị tham khảo nha. Hoành kéo thẳng thước dây 119 thôi nha. Rồi. Đó. Cây không mục nha. Mã số 25, 1.700.000 đồng. Đa số cây núi rừng là đều bị lũa nha cô chú anh chị. Nhưng lũa thì mới đẹp ha. Rồi, mã 26 cũng là bằng lăng hoa tím dán lặt luôn nha. Rồi, cây này em xin báo giá là 1.600.000 đồng nha. Giá đã bao gồm phí ship ha. 65, dạ toàn quốc là chiều cao. Còn ở gần thì có thể thương lượng lại xíu ha. Đây. Đây, 138 thôi. 138. Đây, 26 nha. Bằng lăng hoa tím lá nhỏ dán lặt. Xin giao lưu với giá là 1.600.000 đồng. Đó. Cô chú anh chị mình cứ an tâm nha. Bên em bao sống cho cô chú anh chị. Đây, cây này có cái gọng chữ C ha. Rất là quái nha. Đó. Chiều cao của cây này là 52. Đó. Hoành của cây này là 80. Rồi. Bằng lăng hoa tím lá nhỏ dán lặt gọng chữ C này em xin giao lưu với giá là 1.500.000 đồng. Giá bao gồm phí ship toàn quốc nha. Đó. Mã 28. Chiều cao của cây 28 này là 63. Đây. Cây liền bể ha. Đó. Đây, hoành của cây này là 87. Quay đi. Đó. Những cây bằng lăng này hổm rày là giao lưu khá là nhiều với cô chú anh chị mình rồi. Cả rồi. Nam lẫn nữ nha. Rồi, mã số 29 là một cây tường vi nha. Cái này mình chơi lũa ha. Đây. Dáng rất là quái, tường vi hoa trắng nha. 110 là chiều cao. Đây, lũa đây ha. Đó. Trả lại rồi. Đây cô chú anh chị mình xem kỹ giùm em nha. Rồi lũa tới da luôn nha. Dạ, lũa này còn da nè, nhưng mà hiện tại da của nó rất là dày. À, ngộ. Đây. Bữa hổm cũng có một cây lũa như vậy nhưng em đã giao lưu rồi nha. Rất là đẹp luôn, 90 là hoành. Đó.
Tường vi núi. Dạ. Bông màu. Bông màu trắng. Trắng. Bông chùm nha. 29, giao lưu 2,2 triệu. Về ghép tường vi. Bao trọn bộ phía ship nha. Dạ, về ghép tường vi của mình vào. Chơi nguyên thủy của nó là màu trắng nha. Rồi, mã số 30. Cũng là một cây tường vi núi luôn ha. Kéo chiều cao là 73. Đây, lấy cái cây coi chỗ này nó có bọng sâu không. Rồi quấn này, quấn cái thân này. Đây, thân đại diện là 79 nha. Đó. Đây. Rồi tới chân. Nó không tới chân tại vì nó nằm xéo. Đây cũng gần gần rồi. Rồi cây gì đi, bọng cây đi. 30. Báo 1 bọng triệu ngưng, nha. Ngưng coi, ngưng trả lại. Đó. Mình trồng cây khác vô đây được nha. Rồi. Dạ, cây vẫn sống an toàn ha. Rồi. Rồi, mã 31. Một cây thị cốt đặc. Chiều thị cao của cây này là 85. Cây thị ăn trái. Thị ăn trái. Không phải cẩm thị nha. Dạ, không phải cẩm thị. Cẩm thị trái ăn không được. Đây. Hoành của nó là 67. Rồi. Đây có cái vết gãy do tự nhiên ở trên đây ha. Những cô chú bác anh chị nào không rõ thì cứ kêu em chụp hình lại cho cô bác anh chị xem nha. Mã này là mã 31 nha. Đó, 1.800.000 đồng ha. Đó, giao lưu toàn quốc. Trong nước Việt Nam là em có thể gửi được hết nha. Đây, mã 32, một cây thị cuối clip nha. 55. Hôm rồi thì cô bác anh chị nào thì chưa chốt được thì cứ liên hệ lại clip này của em ha. Ngày 18 tháng 9 2020 nha. Rồi. Tổng hoành em xin báo là 86 nha. Rồi. Cây thị này mình về để trong mát, trong vòng 5 đến 10 ngày là cây sẽ đâm chồi ha. Rồi, cây này em xin báo giá là 1.300.000 đồng. Rồi. Cây cảnh bình an xin gửi lời cảm ơn chân thành đến tất cả các cô chú anh chị trong nước Việt Nam đã ủng hộ em trong thời gian vừa qua nha. Em xin chân thành cảm ơn ạ. Xin mến chào tạm biệt quý vị và các bạn. Hẹn gặp lại vào những video clip sau.